xuất hiện hồi tháng 4 và âm thầm lây lan. BA.4 và BA.5, những biến thể phụ mới của Omicron, trở thành chủng virus chủ đạo ở nhiều nước và vùng lãnh thổ. Số ca mắc COVID-19 tăng trở lại. Sức ép một lần nữa gia tăng lên hệ thống y tế. Tiêm chủng mũi thứ tư, giải pháp để đối phó biến thể phụ mới. Thưa quý vị, hôm 27 tháng 6 vừa qua, Việt Nam thông báo hai biến thể mới của biến chủng Omicron là BA.4 và BA.5 đã xâm nhập vào Việt Nam. Đây là những biến thể của virus SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan nhanh nhất từ trước đến nay. Vậy các quốc gia trên thế giới và Việt Nam phải ứng phó như thế nào với nguy cơ làn sóng mới COVID-19 này? Biên tập viên Quang Duy sẽ cung cấp đến chúng ta những thông tin rất đáng chú ý ngay bây giờ. Xin mời anh ạ. Xin cảm ơn chị Hải Yến. Xin kính chào quý vị khán giả. Trên thế giới thì BA.4 và BA.5 cũng đang là các chủng virus gây quan ngại lớn khi chúng đang lây lan nhanh với tốc độ chóng mặt và trở thành biến thể chủ đạo với 55% tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu. Tại châu Á, Indonesia và Philippines đã phát hiện các ca nhiễm hai dòng phụ của biến thể này. Trong đó, Indonesia dự báo làn sóng lây nhiễm biến thể BA.4 và BA.5 có thể đạt đỉnh vào tháng 7, tức là một tháng sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên. Tại Singapore, khoảng 45% số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tuần qua là do hai biến thể phụ này, trong khi tuần trước, con số này mới chỉ ở 30%. Còn tại châu Âu, ngành y tế cảnh báo hai biến thể phụ của Omicron là BA.4 và BA.5 sẽ lây lan rộng khắp Liên minh châu Âu EU, mặc dù hiện phần lớn các nước EU đều ghi nhận tỷ lệ ca mắc hai biến thể này ở mức thấp, song cũng có nước như Bồ Đào Nha ghi nhận số ca mắc hai biến thể này tăng vọt. Còn tại Đức thì biến thể phụ BA.5 thì đã trở thành biến thể chủ đạo gây bệnh COVID-19, chiếm khoảng một nửa số ca mắc COVID-19 ở nước này. Trong khi đó tại Mỹ, hai biến thể phụ nói trên cũng là nguyên nhân dẫn đến hơn 50% số ca mắc mới COVID-19 thuộc hàng cao nhất thế giới. Thông tin chi tiết từ phóng viên Công Tùng, thường trú truyền Việt Nam tại Mỹ. Dữ liệu tại Mỹ cho thấy BA.4 và BA.5 vốn chỉ chiếm khoảng 1% số ca mắc mới vào đầu tháng 5. Đến tuần trước, cặp đôi biến thể dễ lây nhiễm này là nguyên nhân gây ra tổng cộng 52% số ca mắc mới. Dự kiến số ca mắc mới do các biến thể này còn tăng mạnh trong những tuần tới. Trong tháng qua, số ca mắc mới COVID-19 trung bình mỗi ngày tại Mỹ đạt khoảng 100.000 ca. Mặc dù con số này thấp hơn mức tăng trước đây, song vẫn cao hơn so với những lần tạm lắng trước đó. Mỗi ngày, Mỹ vẫn có dưới 300 ca tử vong do COVID-19, trong khi số ca nhập viện đang tăng nhẹ khoảng 6% trong 2 tuần qua. BA.4 và BA.5 có khả năng kháng thuốc cao hơn, dẫn đến gia tăng số ca mắc mới, ngay cả với những người đã được tiêm vaccine đầy đủ. Chuyên gia dịch tế tại Mỹ nói việc gia tăng nhanh chóng số ca mắc mới do hai biến thể BA.4 và BA.5 là rất đáng lo ngại, có thể làm tăng nguy cơ làn sóng bùng phát mạnh dịch COVID-19. Vì vậy, nước Mỹ đang xem xét một chiến dịch tiêm tăng cường vào mùa thu này để giúp cho việc ngăn chặn lây lan các biến thể mới. Công Tùng, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Vâng, anh Duy có thể thấy là sau khi hết biến chủng này để biến chủng khác xuất hiện thì thế giới lại đang lo ngại về sự xuất hiện của cặp đôi biến thể mới là BA.4 và BA.5. Tôi còn nhớ là cái đợt dịch gần đây nhất tại Việt Nam thì chúng ta phải đối phó với cả biến thể BA.1 phải không ạ? Thì tình hình đã rất là căng thẳng rồi. Vậy mà cặp đôi biến chủng này có vẻ là còn đáng lo ngại hơn, không biết là nguyên nhân vì sao như vậy ạ? Vâng, bởi vì với khả năng lây lan rất nhanh thì biến thể BA.4, BA.5 được cho là sẽ gây ra áp lực rất lớn lên ngành y tế. Quý vị thử tưởng tượng là trong đợt bùng phát cái biến thể đầu tiên của Omicron mà chúng ta từng trải qua, tỷ lệ lây trong cộng gia đình đã là rất cao rồi. Giờ hai biến thể mới này có khả năng lây nhanh gấp nhiều lần bởi sự tiến hóa của virus. Theo kết quả nghiên cứu của Đại học Columbia Mỹ, so với các biến thể phụ khác của Omicron như BA.1 và BA.2, thì BA.4 và BA.5 có khả năng cao hơn thoát khỏi các kháng thể từ máu của người trưởng thành đã được tiêm chủng đầy đủ. Điều này làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 đột phá, tức là đã tiêm đủ liều vaccine rồi mà vẫn mắc bệnh. BA.4 và BA.5 mang những đột biến riêng, bao gồm những thay đổi trong protein gai của virus có thể điều chỉnh khả năng bám vào tế bào vật chủ và điều chỉnh một số phản ứng miễn dịch. BA.4 và BA.5 có khả năng né miễn dịch, dù không phải hoàn toàn nhưng vẫn đáng lo ngại. Việc mọi người dần bỏ đeo khẩu trang và do dự trong việc tiêm mũi vaccine tăng cường là nguyên nhân dẫn đến sự tiến hóa của các biến thể phụ của Omicron. Mặc dù hai biến thể phụ này không khiến người nhiễm gặp phải biến chứng nặng, song vẫn có khả năng làm gia tăng số người lây nhiễm cần nhập viện điều trị hoặc tử vong, và điều này sẽ gây áp lực cho hệ thống y tế. Hai dòng phụ có khả năng lây lan cao này đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa vào danh sách theo dõi hồi tháng 3.
Thưa quý vị, như vậy BA.4 và BA.5 biết né kháng thể giỏi hơn các biến thể phụ trước của Omicron. Trong khi đó, vaccine mũi thứ 3 đã không còn bền vững để giúp chúng ta tránh khỏi tình trạng bệnh nặng và tử vong do các biến thể phụ mới vào lúc này, bởi miễn dịch do mắc COVID-19 hay tiêm vaccine đều không bền vững. Nghiên cứu của Trung tâm Vaccine ở Boston, Mỹ cho thấy hiệu quả của vaccine sau tiêm mũi 3 thường chỉ kéo dài trong vòng 3 tháng. Sau thời gian này, hiệu quả của vaccine giảm rõ rệt, nhất là với biến chủng Omicron. Cụ thể là ở tháng thứ 3 sau tiêm thì hiệu quả bảo vệ chỉ 51%, sau đó giảm dần. Thậm chí có nghiên cứu cho thấy hiệu quả này giảm chỉ còn 10-20%. Ngoài ra, mức độ kháng thể trung hòa nếu việc tiêm đủ liều vaccine và từng mắc COVID-19 đối với các biến thể phụ BA.4 và BA.5 cũng thấp hơn 3 lần so với các biến thể phụ BA.1 và BA.2 đầu tiên của Omicron. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng những biến thể phụ mới của Omicron này sẽ có khả năng dẫn đến gia tăng các ca bệnh COVID-19, cả ở những cộng đồng có mức độ miễn dịch cao nhờ tiêm vaccine hoặc do từng nhiễm các biến thể phụ đầu tiên là BA.1 và BA.2 của Omicron. Hai biến thể phụ BA.4 và BA.5 còn gây ra mối lo lớn cho các nước do thực tế đã cho thấy chúng có thể làm gia tăng số người lây nhiễm cần nhập viện để điều trị, gây áp lực và có thể dẫn đến quá tải cho hệ thống y tế. Ví dụ tại Nam Phi, cơ quan y tế công cộng tại Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm ở Johannesburg cho biết đợt lây lan BA.4 và BA.5 của Nam Phi dẫn đến tỷ lệ nhập viện tương tự với làn sóng dịch do các biến thể phụ BA.1 và BA.2 của Omicron trước đó tại nước này. Còn ở Bồ Đào Nha, nơi tỷ lệ tiêm chủng và bao phủ mũi tăng cường COVID-19 rất cao, thì tỷ lệ tử vong và nhập viện cũng vẫn bằng với đợt bùng dịch đầu tiên do biến thể phụ BA.1 và BA.2 của Omicron chứ không hề giảm. Như vậy, đến thời điểm hiện nay, việc tiêm tăng cường mũi 4 là rất cần thiết. Sự biến đổi và lây lan nhanh hơn của các biến thể phụ mới cũng là lý do các hãng dược lớn trên thế giới đang chạy đua nghiên cứu và sản xuất vaccine nhằm vào các chủng mới này. Các cơ quan y tế lớn như Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA của Mỹ mới đây cũng khuyến nghị vaccine COVID-19 sẽ được điều chỉnh nhằm mục tiêu đến các dòng phụ của Omicron là BA.4, BA.5. Các loại vaccine ngừa COVID-19 phục vụ mũi tiêm thứ tư ra mắt vào mùa thu năm nay cũng sẽ nhắm vào biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 thay vì chủng gốc. Hãng dược Moderna cho biết vaccine COVID-19 tăng cường hóa trị của hãng đã tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ chống lại các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron. Đây là ứng cử viên cho vaccine mũi thứ tư hàng đầu cho mùa thu tới để ngăn ngừa một đợt dịch bệnh từ các biến thể phụ BA.4 và BA.5. Hai loại vaccine cải tiến của BioNTech và Pfizer được điều chỉnh phù hợp chống các dòng phụ BA.4 và BA.5 của Omicron cũng đang cho kết quả nghiên cứu sơ bộ hết sức khả quan trong đợt tiêm mũi tăng cường thử nghiệm trên hơn 1.200 người. Vaccine này có thể sẵn sàng được ra mắt vào đầu tháng 10 tới. Các biến thể phụ mới như là BA.4 và BA.5 là minh chứng cho thấy Omicron dường như sẽ không ngừng đột biến thêm để thoát kháng thể và dễ lây nhiễm hơn. Hiện có những suy nghĩ cho rằng nếu đã nhiễm Omicron BA.1 rồi thì không cần đi tiêm chủng mũi 4. Điều này là không đúng. Vì theo các chuyên gia, lượng kháng thể tạo ra sau khi nhiễm BA.1 chỉ bảo vệ với chủng này, nhưng không bảo vệ với những chủng mới như BA.4 hay BA.5. Vì vậy, người dân cần đi tiêm chủng khi có chỉ định. Người cao tuổi hoặc người có bệnh nền cần tiêm mũi 4 khi đã qua 4 tháng kể từ lúc tiêm mũi 3 hoặc 3 tháng sau khi mắc COVID-19.